Chào các bạn nhé. Bây giờ trời rất là đẹp rồi các bạn ạ. Sáng nay vẫn mưa phùn ẩm ướt, nhưng giờ trời đã hẳn lên. Có bạn nào hôm nay quyết định phun phân vân lá hoặc một sản phẩm gì lên cái vải không nhỉ? Chiều nay mình cũng phun các bạn ạ. Chiều nay mình phun cái u hồng này. U hồng vải tháng 3 mình phun cách đây đúng mai 2, hôm nay mình 5 hôm thôi. Nhưng mình phun kép lần thứ hai. Bởi vì thời tiết từ giờ trở đi cơ bản là rét lắm các bạn ạ. Chủ nhật tuần sau cũng được tương đối ấm. Chủ nhật tuần sau nhiệt độ cũng khoảng độ 14-20 độ ở mình đấy nhá. Còn các tỉnh khác hoặc là các xã khác, xã vùng cao các bạn sẽ rét hơn nhiều. Còn thời tiết bây giờ cơ bản là ấm hôm nay, ngày mai, tháng thứ hai và thứ ba. Sang tháng tư bắt đầu rét, thứ sáu rét hơn, thứ năm, thứ sáu có thể xuống 6 độ. Các bạn các xã cao có thể đến 4 độ, 3 độ, thậm chí như Mẫu Sơn có thể đến âm 6, âm 7 độ các bạn ạ. Nhưng thứ bảy, chủ nhật tuần sau này hơi ấm một chút. Cho nên cái u hồng và cái vải tháng 3 mình vừa phun từ hôm 22 tháng 12 thôi. Nhưng hôm nay mình quyết định mình phun lại lần thứ hai. Nhắc lại, bởi vì những cái vườn u hồng của nhà bác cả mình, bác ấy phun. Cho nên bây giờ lộc à hoa nhà bác ấy đã ra đều. Còn u hồng này thì bây giờ mình không phun thì có thể không may nó chỉ là một ít phân thôi, nhưng phun không may nó không ra thì làm nào, biết đâu phun một vài trăm nghìn tiền phân lại ra được một vài tấn chẳng hạn, hay là vài vài đấy, nó được khá nhiều, nên quyết định làm thôi, nước chốt mà, chân thành mình phun nhá. Vậy u hồng bây giờ chúng ta đang nhú hoa, báo hoa, ra hoa dài vải à, bắc như mình ra 20-30 phân rồi, còn rất nhiều vườn ra rồi, tháng ba cũng đang ra rồi, và quyết định mình sẽ phun phân một lạ chiều hôm nay. Còn Thanh Hà thì mình cứ tính trước lập đông à, trước lập xuân khoảng độ tháng rưỡi, nửa tháng đi, 15 ngày. Thì hôm nay rồi, con đi nha, con đi trước đi. Lập xuân là mùng 4 đi, mùng 4 tháng 2. Rồi chào con. Vậy là 20 tháng riêng của 20 tháng tháng 1 của dương lịch ấy. Thì 28 thì gọi 20 ngày nữa. Vải Thanh Hà sẽ báo nhú chẳng hạn. 20 ngày nữa báo nhú. Thì đúng tuần sau là chủ nhật tuần sau, trời tương đối ấm, mình tiếp tục phun Thanh Hà nhé các bạn nhé. Vậy thì chiều hôm nay mình sẽ phun u hồng và tháng 3. Chủ nhật tuần sau tương đối ấm, mình phun tiếp Thanh Hà. Còn từ chủ nhật tuần sau các bạn đi vẫn rét, rét liên tục đến hết tháng 1 và cuối tháng 1. Có thể trời sẽ hơi mưa một chút. Đấy. Vậy mình phun cái gì thì cụ thể sau, nhưng sau mình hôm nay mình xách sẵn cả một đống đồ, cho nên khi chúng ta thấy mình đi vừa lắc lắc lư lư ấy, chính xác cái này đây, mình chia sẻ luôn tất cả các vấn đề. Không, dừng đây mình đỡ mỏi nhá, mình dừng đây luôn, mình giới thiệu các sản phẩm mình định làm hôm nay. Mình làm khẩn trương, mình đi phun vải các bạn ạ, phun sớm cho nó bình tĩnh, bởi vì không có cơ hội đâu. Không biết mình nhìn thấy sản phẩm ở đâu nhỉ, đây mình bật flash lên nhá, mình để đúng gốc vải để đâu, đúng gốc vải các bạn nhìn đây, đúng gốc vải rồi, bật flash cho nó sáng. Thì mình vẫn dùng cái sản phẩm 10-60-10 các bạn ạ, 10-60-10 đấy nhá, đây vẫn dùng sản phẩm 10-60-10 này thôi, chẳng có gì đâu. Phân bón lá 10-60-10 thì đó là 10 đạm 60 lân 10 kali cộng muối chung vi lượng PE đây. Siêu năng lượng tạo mầm hoa. Ôi mình quên cầm điện thoại gì rồi. 3 gói. Thì mình phun theo hướng dẫn của người ta thôi. Mình ví dụ như là người ta ghi là 20 25 cho bình 18 lít. Vậy chúng ta phun 20 25 gram cho bình 18 lít. Và đây nó có nóc đong đây. Mình không biết một cái này nó khoảng bao nhiêu gram. Nhưng chúng ta lấy cái đồ đong sữa ấy, đi lắc sữa trẻ con đấy. Một cái này, một cái nắp sữa trẻ con nó khoảng độ 20 gram các bạn ạ. Chắc cái này 20 gram. Cho bình 8 lít thì chúng ta đo cái này, các bác, các anh em, bạn bè phải tự đo thôi. Còn phi thì mình phun cái này cho 200 lít. Vậy là mình phun vải hôm nay mình phun có thể là 3 gói này đi. 3 gói. 3 gói cho... Ui, nhiều thế nhỉ?
hay gói đủ rồi. Mình phun hai gói, phun đẫm hai gói rồi. Đấy, Thanh Hà sau phun này nhá. Thì mình chỉ phun nó sản phẩm này thôi. Thôi mình không đọc nữa nhá các bạn nhá, bởi vì các bạn mua các bạn đọc tự có rồi. Đấy, mình sẽ phun cái này. Hôm nay mình sẽ phun cho tháng 3 và U Hồng. Chủ nhật tuần sau mình phun cho Thanh Hà. Còn vải thiều thì mình chọn thời gian nào đã, chưa phun. Thì phun một lần này. Tiếp tục hôm nay mình nói về vấn đề là, bởi vì chúng ta biết rồi, mấy hôm nữa trời rất là rét, rét khủng, rất khiếp các bạn ạ. Có dẫn hiện tượng là vải chúng ta mà nó không liền, chúng ta phải làm gì? Rồi vải yếu, vải vàng, đây keo liền sẹo mỹ tiến nhé các bạn, đọc thật kỹ này. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Mẫn Bảo Thanh, keo liền ra cây mỹ tiến. Đây, keo liền ra cây mỹ tiến, các bạn nhìn chưa? Keo liền ra cây mỹ tiến. Đây là mình cầu kỳ thôi, thật ra mình không làm đâu, nhưng mà mình làm thử để các bạn xem. Thì các bạn mà cây không liền, không khô, hoặc là nó trục trặc, chúng ta lấy keo này. Băng dính thì các bạn lấy băng dính màu, băng dính trắng tùy. Nhưng mình không làm cây nhà mình đâu, mình không khoanh, nhưng mình ví dụ như lấy băng dính đen và nhỏ mình đi. Tất nhiên mình chỉ làm trong tính mô phỏng, mình không phải làm nhé. Vậy trước khi chúng ta quấn cái đường khoanh thì mình lấy bàn chải đánh cho sạch sẽ đi, hoặc lấy rẻ chúng ta lau. Mình ví dụ như đường khoanh như này, mình chỉ làm mô phỏng thôi nhá các bạn nhá, chứ mình không phải làm đâu, cây mình không bị. Mình làm chỉ mang tính mô phỏng thôi nhá, thực tế cây mình không bị đâu. Như năm ngoái mình làm mình quấn, như này mình làm thử cây này, thì ví dụ như là cây chúng ta trồng trên đồi cao, khoanh nhiều lần bị tổn thương, khoanh sâu rồi nó không liền, thì chúng ta lấy bàn chải cho nó đánh. Ví dụ bàn chải gì cũng được, bàn chải nhỏ phải không, đánh sạch đi. Tất nhiên cây nhà mình rất đẹp, nó không sao cả, chúng ta đánh cho sạch. Cái bàn chải con mình đâu nhỉ, đây cái vết nhỏ chúng ta lấy bàn chải đánh sạch nhá. Không thì chúng ta lấy rẻ cho nó lau, lau sạch. Đấy, lau sạch sẽ. Sau khi chúng ta lau sạch sẽ đi mà chúng ta ướt bẩn thỉu các kiểu cho lau sạch sẽ, thì chúng ta có thể dùng Zilumin và thuốc sâu cho phun cho sạch sẽ. Phải phun cho sạch sẽ nhé các bạn nhé. Thuốc sâu Zilumin phun sạch sẽ. Sau đó chúng ta dùng keo liền da cây nhé. Điện thoại mình sẽ hết pin rồi, bởi vì mình vừa đi làm về mình trên nạp. Keo liền da cây đây. Tất nhiên đây là cầu kỳ thôi, còn thật ra các bạn cứ quấn vào được rồi. Nhưng nhiều bạn vẫn chia sẻ cách khắc phục thì mình chia sẻ thôi. Đấy, keo liền da cây. Quấn vào. Keo liền da cây này là chúng ta mua ở cái hiệu cây cảnh nhá, mua các hiệu cây cảnh. Mua các hiệu cây cảnh. Bắt đầu dùng bonsai ấy, người ta đều có. Hoặc là nhiều hiệu thuốc sâu bây giờ đã mua, bởi vì nhu cầu dùng của anh em cao rồi. Người ta có nói mà, có cung thì có cầu. Khi mình có nhu cầu thì anh em người ta sẽ lấy, người ta bán. Keo liền da cây mỹ tiến. Đây là keo thông dụng nhất các bạn ạ. Keo này, một lọ này nó 20.000. Còn chúng ta mà mua keo Nhật mấy trăm nghìn ấy thì keo đấy anh em làm cây cảnh, mình làm cây cảnh mình chưa dùng. Chứ nói gì anh em làm vải mình dùng cái đấy mà chết tiền. Tất nhiên cái này không cần thiết lắm đâu. Nhưng nhiều bạn bây giờ không liền thì chúng ta phải làm cái này thôi. Mình ví dụ đấy nhá, đây tất nhiên mình không làm đâu. Thôi như mình làm xong mình không bỏ, đến lúc nào mình bỏ sau. Mình không phải làm đâu, cây mình nó khỏe lắm. Cây mình nó khoanh nó đúng dịp. Mình khoanh không khoanh lâu. Mình khoanh lâu cho nên mình tất nhiên các bạn dùng cái băng dính to nhá, mình không băng dính to. Bởi vì mình không mua để làm cái này. Các bạn lấy băng dính to nhá. Thôi mình phải lấy cái băng dính to làm cho nó đúng một tí. Mình định không lấy băng dính to, như lại bảo nói mà đang làm một nẻo nó buồn cười. Nhưng chúng ta có băng dính màu càng tốt nhá, nhưng mình không có. Mình lấy cái này mình đóng hàng. Bán cho anh em thì mình lấy cái này mình quấn tạm. Để anh em xem thôi. Chứ mình không phải quấn đâu. Cây mình nó khỏe. Đấy, ví dụ thế. Mình chỉ ví dụ thôi nhá, để chúng ta quấn. Còn khi mà chúng ta bị ướt, chúng ta lau sạch sẽ. Lấy rẻ lau, lấy bàn chải đánh thật sạch vào.
Cái giống bàn chải này mà chúng ta đánh xong ấy, nó dính vào keo này nó cứng lắm, nó như xi măng ấy, xong nó cứng lắm, bếp chúng ta phải rửa nhá, xong không đánh được đâu, nó dính cục rồi đấy. Đấy, nó cuốn sạch. Vậy chúng ta lấy bàn chải đánh này, lau rửa này, rẻ lau sạch sẽ này, cho bôi keo liền sẹo, không có thôi cuốn băng dính, tốt nhất nên cuốn băng dính đen hoặc băng dính màu, ví dụ như này đấy. Nhưng mình không có thì bởi mình không mua, còn cái này mình làm cái cảnh mình cuốn, ví dụ cuốn băng dính màu tốt hơn. Mình chỉ ví dụ cái này thôi nhá. Và đúng ra chúng ta cuốn một cái băng dính to thôi, như vừa rồi mình làm băng dính trắng ấy, mình chỉ ví dụ thôi. Bởi mình làm cái cảnh mình biết dùng băng dính màu tốt hơn. Đây là chúng ta cuốn băng dính xong. Còn vấn đề dưới gốc thì chúng ta dùng cái sản phẩm này. Chúng ta dùng kích rễ. Kích rễ thì hiệu suất sâu rất nhiều. Đây, rồi chúng ta có dùng kích rễ nhất anh em chơi cái cảnh rất nhiều, nhưng đắt tiền. Đây là loại tương đối tốt. Tức là mình cũng dùng cái này làm cái cảnh để tưới. Và các bạn ra hiệu thuốc sâu đều có rất nhiều nhá, tùy các bạn dùng hay dùng. Những cái này đây. Còn chơi cái cảnh tiếp giống như tiếp máu cơ mà, tiếp nước cây. Như làm cây ăn quả hay làm thế cả thì các bạn chết tiền. Cây cảnh nó khác. Tiền chục, tiền trăm, tiền triệu, tiền tỷ. Còn làm cái giỏ bé tẹo như cái rau muống này hàng mấy chục triệu, trăm triệu ấy. Đây, cái này nhá. Ra rễ cực mạnh N3M. Thôi. Chúng ta pha tưới theo hướng dẫn sử dụng. Thôi mình chia sẻ với các bạn như vậy, không đọc nữa. Bây giờ mình đi mình phun vải đây. Nếu thấy video của mình có ích, các bạn đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Chia sẻ với nhiều anh em cùng nhau tham khảo nhá. Thì mình chốt lại như sau. Hôm nay và ngày mai ấm, chúng ta phun kích hoa bằng những sản phẩm phân bón lá dầu lân. Ví dụ như mình dùng 10 60-10 cho vải u hồng. Các loại u, bởi vì các loại u bây giờ đang bắt đầu nhú hoa rồi. Bây giờ đang nhú khá nhiều. Chúng ta phun vào. Với hôm rét thì nó dừng, nhưng sang tuần sau chẳng hạn nó ấm, chủ nhật nó ấm nó sẽ ra. Đấy là, còn chủ nhật tuần sau chúng ta tiếp tục phun cái này cho thanh hà. Bởi vì thanh hà khoảng 20 ngày nữa ra rồi, chủ nhật tuần sau nó khoảng độ hơn 10 ngày. Phun trước hơn 10 ngày. Còn vải thiều, mình làm video chia sẻ tiếp theo nhá. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn làm được những vụ hoa đẹp nhất, quả đẹp nhất để bán nhiều tiền nhá. Mình dừng video mình đăng rồi mình đi phun thuốc.